cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters, ông Ismail al giám đốc văn phòng truyền thông Hamas, vừa cho biết cuộc tấn công của Israel vào thành phố Gaza, miền bắc giải Gaza mới đây, đã làm 42 người thiệt mạng. Theo đó, ông al cho biết, 24 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Ansati và 18 người thiệt mạng tại khu phố Antufa. Quân đội Israel không xác nhận các vụ tập kích, nhưng cho biết họ đã tấn công hai địa điểm cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas ở khu vực thành phố Gaza. Hình ảnh của Reuters cho thấy loạt ngôi nhà bê tông cốt thép ở Ansati bị đánh sập sau vụ không kích, trong khi hàng chục người Palestine cố gắng tìm kiếm người còn sống sót dưới đống đổ nát. Loạt vụ việc mới nhất xảy ra chỉ một ngày sau khi các cơ quan cứu trợ và lực lượng y tế ở giải gaza khẳng định ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương khi khu lều trại của người tị nạn Palestine ở khu vực al-mawasi phía nam giải gaza bị Israel pháo kích. Quân đội Israel không xác nhận vụ tấn công ở al-mawasi nhưng cho biết họ có thực hiện các chiến dịch chính xác dựa trên thông tin tình báo tại Rafa. Thành phố Rafa nằm cách khu vực al-mawasi khoảng từ 6 đến 7 km. Bất chấp nỗ lực của cộng đồng quốc tế, Israel và Hamas chưa thể đi đến một lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Theo truyền thông Israel, một nguồn tin ngoại giao cấp cao nước này đã nói với kênh tin tức số 12 rằng việc thành bại của thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin hoàn toàn phụ thuộc vào Hamas. Cụ thể, nếu Hamas tuân thủ thực thi trách nhiệm của nhóm này, Israel sẽ dừng cuộc chiến tại Gaza ngay tại thời điểm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực và toàn bộ con tin được trả tự do. Nguồn tin khẳng định phía Israel đã làm tất cả những gì có thể, song các nhà trung gian quốc tế Ai Cập và Qatar vẫn chưa có đủ đòn bẩy đối với nhân vật có vai trò quyết định đến việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn là ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas tại Gaza, khiến cho triển vọng đạt được thỏa thuận là không lạc quan. Vì vậy, Israel sẽ tiếp tục duy trì áp lực quân sự lên Hamas nhằm tạo ra đòn bẩy đủ lớn để đảm bảo mục tiêu giải cứu toàn bộ con tin còn bị nhóm vũ trang Palestine bắt giữ. Gần 2 tuần trôi qua kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết ủng hộ đề xuất ngừng bắn, theo công bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden, triển vọng tiến tới thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vẫn rất mịt mờ. Các cuộc đàm phán tiếp theo dưới sự bảo trợ của Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn chưa được xúc tiến trở lại. Hồi tháng 3, khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chính thức kết nạp Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của liên minh quân sự này. Việc Thụy Điển từ bỏ truyền thống không liên kết, kéo dài hơn 200 năm và gia nhập NATO là một động thái khép vòng kịch bản. NATO kiểm soát toàn bộ biển Baltic. Giờ đây còn được gọi là hồ NATO. Ngoài ra, với thành viên thứ 32, NATO còn hoàn thiện vành đai phòng thủ của khối này, kéo dài từ bán đảo Scandinavia, Bắc Âu qua khu vực Trung và Đông Âu, khối CEE đến tận bán đảo Ban Căng, Nam Âu. Hiện loạt nước NATO như Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đức cũng đang tính toán tăng sức mạnh, hồi sinh lực lượng tàu ngầm ở biển Baltic. Hai thập niên sau khi chiếc tàu ngầm cuối cùng S-323 sai ngừng hoạt động, Đan Mạch đã hạn chế khu vực lực lượng tàu ngầm nước này. Tuy nhiên, xung đột Ukraine có thể buộc Đan Mạch cân nhắc lại quyết định này khi tàu ngầm có thể giúp đối phó các cuộc thám hiểm biển Baltic của Nga. Theo trang The Eurasian Times, Hải quân Hoàng gia Đan Mạch sau khi loại biên đã biến tàu ngầm S-323 Ceylon thành viện bảo tàng. Đây là tàu ngầm duy nhất ở Đan Mạch từng tham gia chiến đấu. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Đan Mạch đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với các tàu ngầm Liên Xô nhờ khả năng ít bị phát hiện của tàu và thực tế là Đan Mạch đã kiểm soát tất cả cách tiếp cận vùng biển Baltic. Tuyến phòng thủ đầu tiên của Đan Mạch là Hải quân. Sau khi Liên Xô tan rã, kết thúc chiến tranh lạnh các lực lượng vũ trang Đan Mạch bắt đầu cắt giảm chi tiêu và nhân lực. Từ năm 1989, chi tiêu quốc phòng của Đan Mạch giảm từ 2,1% GDP xuống còn 1,7% GDP. Từ năm 1990 đến năm 1999, Đan Mạch vạch ra một kế hoạch cắt giảm dài hạn với việc cắt giảm 14,3% nhân lực. Theo đạo luật các lực lượng vũ trang Đan Mạch do Quốc hội thông qua tháng 12 năm 1993, Hải quân Đan Mạch có hai nhiệm vụ lớn. Nhiệm vụ thứ nhất là duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh hải của Đan Mạch xung quanh khu vực tự trị Greenland và đảo Faroe. Đây sẽ là ưu tiên số một trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Trách nhiệm thứ hai là thực hiện bất kỳ nhiệm vụ được giao nào cho các tàu chiến Đan Mạch trong phạm vi của NATO. Thế nhưng, việc Nga phát động kế hoạch quân sự vào Ukraine đưa chiến tranh tới tận ngưỡng cửa châu Âu. Đan Mạch đang dự tính mua tàu ngầm mới. Đến nay, quốc gia này phụ thuộc vào sự hợp tác chặt chẽ giữa các đồng minh hồi năm ngoái, theo đài Sputnik của Nga. Ông Michael Ashraf Jensen, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Đan Mạch cho biết, quốc gia Bắc Âu này đang tranh luận sôi nổi về việc liệu quân đội Đan Mạch có nên đổi mới năng lực hoạt động dưới nước hay không. Thời điểm đó, theo ông Jensen, các nghị sĩ đang cân nhắc liệu Đan Mạch có nên mua tàu ngầm từ những người bạn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ không. Vị quan chức này thừa nhận Đan Mạch đang nhắm đến việc củng cố quân đội khi vị trí chiến lược cho phép quốc gia này theo dõi các tàu của hạm đội Baltic của Nga từ Saint Petersburg và Kaliningrad. Ngay cả khi Đan Mạch đang dự tính mua tàu ngầm, thì Thụy Điển cũng đã đặt mua hai tàu ngầm mới. Na Uy và Hà Lan, mỗi nước cũng đã đặt mua 4 tàu ngầm. A-26, tàu ngầm mới đầu tiên của Thụy Điển trong vài chục năm qua, sẽ có vũ khí tiên tiến, động cơ đẩy tàng hình và thân tàu tránh sóng âm để đối phó Nga tại biển Baltic. Tàu ngầm A-26 nằm trên bản vẽ đã hơn 10 năm và sẽ được ra mắt vào năm 2027-2028. Tàu ngầm mới của Thụy Điển được thiết kế để tuần tra khu vực phía đông NATO dưới biển Baltic, theo dõi và đối phó các động thái hàng hải của Nga trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và châu Âu ngày càng xấu đi. Hải quân Na Uy đã đặt mua 4 tàu ngầm mới từ công ty ThyssenKrupp Marine System TKMS của Đức. Chính phủ Hà Lan đã trao cho tập đoàn đóng tàu ngầm Naval Group của Pháp và đối tác Royal IHC của Hà Lan hợp đồng đóng 4 tàu ngầm diesel điện lớp Barracuda những tàu ngầm mới này sẽ thay thế ba chiếc tàu ngầm lớp Uranus cũ kỹ của Hải quân nước này. Hải quân Đức sẽ bổ sung hai tàu ngầm Type 212 và hạm đội gồm 6 chiếc hiện nay. Những tàu ngầm mới này sẽ khiến biển Baltic đông đúc, nhộn nhịp, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa hạm đội tàu ngầm châu Âu và Nga. Ông John Canson, đồng thời là Tổng Giám đốc Văn phòng Bảo vệ và không phổ biến vũ khí hạt nhân Australia từ năm 1989 đến năm 2010. Ông là thành viên cấp cao không thường trú của Trung tâm giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, viên áo, đồng thời là chuyên gia của mạng lưới lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương về không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông đã có bài viết về hành động giảm thiểu nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Trong bài viết này, ông nhắc tới lời mà Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cảnh báo Nhân loại đang ở trên lưỡi dao, nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đã đạt đến mức độ chưa từng thấy kể từ thời chiến tranh lạnh. Cần có hành động khẩn cấp để giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân và thiết lập một quy trình nhằm đạt được giải trừ vũ khí hạt nhân. Theo ông, giải trừ vũ khí hạt nhân không phải là một khát vọng phi thực tế. Đúng hơn, thật phi thực tế khi tin rằng vận may của chúng ta trong việc tránh được chiến tranh hạt nhân có thể kéo dài vô tận. Trong những năm qua, đã có một số trường hợp suýt xảy ra sai sót hoặc trục trặc gần như dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Một lộ trình loại bỏ vũ khí hạt nhân với các bước giảm thiểu rủi ro khẩn cấp là điều bắt buộc đối với sự sống còn của nhân loại. Như Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã công nhận vào năm 1984, một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ được tiến hành. Trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, không những dân thường ở các quốc gia tham chiến không thể được bảo vệ, mà những hậu quả thảm khốc bao gồm bụi phóng xạ và hiệu ứng mùa đông hạt nhân cũng không thể chỉ giới hạn ở những quốc gia đó. Chiến tranh hạt nhân là mối đe dọa toàn cầu mà tất cả các nước đều có quyền được bảo vệ. Mặc dù ICJ không thể kết luận liệu việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân có hợp pháp trong trường hợp tự vệ cực đoan hay không, nhưng ICJ nhấn mạnh rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí nào như vậy đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế, một yêu cầu dường như không thể đáp ứng được. ICJ nhấn mạnh rằng tất cả các nước có nghĩa vụ theo đuổi các cuộc đàm phán dẫn đến giải trừ vũ khí hạt nhân. Đây là nghĩa vụ cụ thể đối với 190 nước ký tham gia Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt Nhân, NPT. Trong đó có 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân được công nhận như Mỹ, Anh, Nga, Pháp và Trung Quốc. Và nghĩa vụ luật pháp quốc tế chung áp dụng cho 4 quốc gia không tham gia NPT mà sở hữu vũ khí hạt nhân như Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel. Thế giới không thể tiếp tục không hành động trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Nguồn cảm hứng có thể được rút ra từ hội nghị thượng đỉnh Reagan-Gorbachev, Reykjavik năm 1985 cho thấy rằng việc các nhà lãnh đạo thế giới thống nhất về thời gian biểu cho việc loại bỏ vũ khí hạt nhân là trong tầm tay. Mặc dù hội nghị thượng đỉnh không đạt được mục tiêu này, nhưng nó đã dẫn đến các thỏa thuận cắt giảm vũ khí lớn. Những gì có thể được thực hiện? Đầu tiên, chính phủ các nước cần có hành động khẩn cấp về các biện pháp giảm thiểu rủi ro và căng thẳng. Các biện pháp này bao gồm các kênh liên lạc và đường dây nóng, giảm cảnh báo loại bỏ vũ khí khỏi trạng thái phóng khi nhận được cảnh báo, hạn chế các trường hợp có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, thỏa thuận không sử dụng lần đầu do Trung Quốc đề xuất sẽ là một bước tiến lớn và tăng cường kiểm soát quốc gia về thẩm quyền sử dụng vũ khí hạt nhân. Số phận của thế giới không được giao trong tay một hoặc hai cá nhân. Một lĩnh vực thiết yếu khác là khôi phục các cuộc đàm phán và phát triển các thỏa thuận mới về kiểm soát vũ khí. Điều này sẽ liên quan đến việc đặt ra các giới hạn về loại và số lượng vũ khí hạt nhân cũng như các hệ thống phân phối liên quan. Một khía cạnh quan trọng là việc loại bỏ cái gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật. Một lĩnh vực công việc khác sẽ liên quan đến việc xác minh, tính minh bạch và các thỏa thuận xây dựng lòng tin. Cần có một quá trình tham gia liên tục, không chỉ về kiểm soát và giải trừ vũ khí, mà còn về các vấn đề an ninh rộng hơn. Sự tham gia này có thể làm rõ những khác biệt, cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau, xác định điểm chung, tìm ra giải pháp và xây dựng niềm tin cần nhấn mạnh vào ngoại giao và đối thoại chủ động. Sẽ cần có các diễn đàn mới ở cấp độ lãnh đạo và làm việc, và có thể ở cấp khu vực cũng như toàn cầu. Những diễn đàn này phải tập trung vào kết quả và không bị những bất đồng chính trị làm cho tê liệt, như đã xảy ra với hội nghị giải trừ quân bị. Chiến dịch tranh cử trước Tổng thư ký NATO của ông Mark Rutte đã chính thức khép lại, sau khi Rumani, quốc gia cuối cùng trong tổng số 32 thành viên của Liên minh quân sự xác nhận sự ủng hộ đối với thủ tướng sắp mã nhiệm của Hà Lan. Ông sẽ trở thành lãnh đạo mới của NATO thay thế tổng thư ký đương nhiệm Jens Stoltenberg vào tháng 10 tới. Ông Mark Rutte, lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ năm của Liên minh Châu Âu (EU) trong 14 năm, được ca ngợi là người giỏi tìm kiếm sự đồng thuận và là người ủng hộ vững chắc đối với Ukraine. Nhưng ngay cả khi là một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm, nhiệm vụ sắp tới của ông Rutte cũng được cho là không hề dễ dàng cựu đại sứ Mỹ tại NATO, Kurt Volker đánh giá, một trong những trọng trách của ông Mark Luther trên cương vị mới sẽ là làm thế nào để thống nhất được lập trường liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine, đặc biệt là các quốc gia Trung và Đông Âu, cũng như làm thế nào để các quốc gia đồng minh chi tiêu đủ cho quốc phòng, bao gồm cả Hà Lan. Ông đã lãnh đạo Hà Lan trong hơn một thập kỷ và Hà Lan chưa bao giờ chi đủ cho quốc phòng. Điều này đồng nghĩa với việc ông ấy tiếp quản vị trí tổng thư ký NATO vào một thời điểm rất khó khăn và hoài nghi. 4 tuần sau khi ông Rutter bắt đầu công việc mới ở NATO, cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống và cựu Tổng thống Donald Trump, một người hoài nghi NATO, đang tìm cách tái đắc cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông đã đe dọa cắt viện trợ cho Ukraine nếu trở lại Nhà Trắng. Kịch bản ông Trump tái đắc cử cũng nhiều khả năng làm trạch hướng kế hoạch của NATO trong việc kết nạp Ukraine trong tương lai. Ngay sau khi ông Rutter nhậm chức, lãnh đạo NATO cũng sẽ phải tiếp tục giải quyết bài toán hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và cam kết của các quốc gia đồng minh về chi tiêu quốc phòng. NATO hồi đầu tuần này cho biết, 23 trong số 32 thành viên đạt mức chi tiêu ngân sách quốc phòng 2% GDP. Hà Lan cũng đã vượt qua ngưỡng này sau nhiều năm không hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa một phần ba liên minh chưa đạt mục tiêu, dù cam kết đã được đưa ra từ 10 năm trước. Ngoài ra, ông Rutte cũng có thể phải đối mặt vấn đề đau đầu khi các nước gần biên giới Nga không thực sự ủng hộ ông Họ bất bình về mức chi tiêu quốc phòng thấp của Hà Lan và đặc biệt khó chịu khi vai trò lãnh đạo NATO luôn thuộc về các nước Tây hoặc Bắc Âu, dù các thành viên Sườn Đông đã gia nhập liên minh hơn một phần tư thế kỷ. Ông cũng phải thuyết phục nhiều thành viên khác duy trì liên minh NATO. Trong bối cảnh trên khắp châu Âu, các đảng cực hữu hoài nghi vai trò của NATO đang gia tăng mạnh mẽ, trong đó có Pháp. NATO dự kiến công bố quyết định bổ nhiệm ông Mark Rutter làm tổng thư ký mới trước tháng 7 tới các nhà lãnh đạo NATO tới Washington để kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh quân sự. Ông Trump cam kết sẽ giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine trước khi bước vào phòng bầu dục vào tháng 1 năm 2025 nếu ông đắc cử tổng thống vào tháng 11 tới. Cam kết được cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania. Đây là sự kiện vận động tranh cử cuối cùng của ông Trump trước khi bước vào cuộc tranh luận với đương kim Tổng thống Joe Biden vào ngày 27 tháng 6. Ông Trump khẳng định chắc nịch trước khi tôi vào phòng bầu dục nơi làm việc của Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Ngay sau khi chúng ta giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc xung đột khủng khiếp giữa Nga và Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, cựu Tổng thống Mỹ cũng cam kết sẽ ngăn chặn thế chiến thứ ba. Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức đại hội toàn quốc vào tháng 7 và chính thức đề cử ông Trump làm ứng viên tổng thống của đảng. Hàng trăm triệu người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày mùng 5 tháng 11 tới. Người giành chiến thắng sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Như vậy, nếu ông Trump đắc cử, ông chỉ có khoảng 2 tháng để giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài 3 năm giữa Nga và Ukraina. Ông Trump đã nhiều lần thể hiện quan điểm về cuộc xung đột trên. Vừa qua, ông Trump cũng tuyên bố ông sẽ dừng cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cam kết tình hình ở Ukraine sẽ được giải quyết nếu ông tái đắc cử vào năm nay. Ông Trump nói về Tổng thống Zelensky rằng mỗi lần ông ấy đến, ông ấy ra về cùng với 60 tỷ đô la Mỹ. Ông ấy rời đi, mang theo 60 tỷ đô la Mỹ và tuyên bố cần thêm 60 tỷ đô la Mỹ nữa. Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Mỹ và các nước G7 đã công bố khoản vay trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine khoản tiền thu được từ doanh thu của 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Nga. Trong khi tổng thống Zelensky không thực sự yêu cầu thêm 60 tỷ đô la Mỹ sau khi rời hội nghị G7 ở Italia thì ông đã nhiều lần cho rằng phương Tây không cung cấp đủ tài chính và vũ khí cho nước này, đồng thời tích cực vận động hành lang các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Washington để thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ vào hồi tháng 4 năm 2024. Ông Trump nói trước đám đông những người ủng hộ ở Michigan rằng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó trước khi vào Nhà Trắng. Với tư cách là Tổng thống đắc cử, tôi sẽ giải quyết vấn đề đó. Cựu Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại nhận định ông đã nhiều lần đề cập đến kể từ năm 2022 rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông trở thành Tổng thống. Ông Trump cho rằng chính sách của Tổng thống Biden khi cung cấp sự hỗ trợ quân sự không giới hạn cho Ukraine đang đưa Mỹ tới cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và cam kết ông sẽ chấm dứt xung đột trong 24 giờ nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Cựu tổng thống Trump chưa bao giờ tiết lộ chi tiết về cách thức ông thực hiện điều này, ngoại trừ việc buộc tổng thống Zelensky phải đàm phán với tổng thống Nga Vladimir Putin.